cô gái đang chuẩn bị sinh ngày tên là Bách Hợp, năm nay mới có 19 tuổi. Nhưng cô không đến bệnh viện được, chỉ có thể một mình chịu đau đớn ở trong phòng. Cô cắn chặt chiếc khăn, hai tay bám vào hai bên giường. Vì không để mọi người biết cô đang sinh, nên Bách Hợp đã bật tivi lên mức to nhất. Bố của đứa trẻ là tài xế lái tải ở Hồng Kông, nhưng hắn ta chỉ trêu đùa tình cảm của cô. Khi Bách Hợp đến tháng thứ 8 liền bỏ rơi cô. Những ngày sau đó, Bách Hợp đều đến bãi xe tìm kiếm. Cô hy vọng bố đứa trẻ sẽ xuất hiện trong chiếc xe tải nào đó, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Bị cuộc sống đè nặng như vậy, nhưng Bách Hợp chưa từng từ bỏ hy vọng. Cô một mình làm thêm ở quán mì, nhưng ông chủ không thích việc Bách Hợp vác bụng bầu đi làm vì sẽ bất tiện cho công việc. Nhỡ đâu Bách Hợp lại đẻ trong quán ông ta thì phiền phức, nên đã đuổi cô đi. Mà cũng vì thất nghiệp, Bách Hợp không có tiền đi bệnh viện, cô chỉ có thể chịu đựng đau đớn để sinh con, mà lần này còn thuộc dạng khó sinh. Bách Hợp mình sẽ chết. May mà người bạn Hồ Linh đến tìm cô, kịp thời đưa Bách Hợp đến bệnh viện. Hai mẹ con cũng vì vậy mà thoát chết. Nhưng sự ra đời của đứa bé đối với Bách Hợp cũng không phải chuyện đáng vui gì. Vì phải đến viện cấp cứu, nên cô nợ bạn một khoản tiền lớn. Lúc này, cô vừa phải trả nợ vừa phải nuôi con, nên chuyện ở cữ đối với Bách Hợp là quá xa xỉ. Cô muốn tìm công việc, nhưng ông chủ thấy Bách Hợp ôm con, liền cự tuyệt nhận cô vào làm. Có người từng hỏi Bách Hợp sao không đưa đứa trẻ cho bố mẹ nuôi, nhưng cô bảo vì nhà mình trọng nam khinh nữ, bọn họ chỉ biết bảo Bách Hợp gửi tiền về, còn cô chết hay sống, người nhà chả ai quan tâm cả. Bách Hợp đành bế con đến khu tìm việc, xem có may mắn được người ta nhận không. Ở đây Bách Hợp gặp một bà chị, bà ta nói sẽ giúp Bách Hợp tìm được việc. Sau một hồi đi lòng vòng, bọn họ đi đến trước một chiếc xe, đối phương còn giúp Bách Hợp bế con, sau đó còn đưa nước cho cô uống. Thậm chí Bách Hợp còn chưa làm gì đã được đưa trước 3.000 tệ 10 triệu VND. Trên đời còn có chuyện tốt thế này ư? Nhưng khi Bách Hợp đọc hợp đồng, tên buôn người nhanh chóng đóng cửa xe rồi chạy xe đi. Nhưng Bách Hợp bất chấp xe đang chạy, mà hai tay bám chặt vào vành xe, cả người cô bị lôi đi. Tên buôn người thấy Bách Hợp rất cố chấp, hắn sợ cảnh sát nghe thấy tiếng chạy đến thì bọn chúng không thoát được, bèn dừng xe lại trả lại con cho Bách Hợp. Phụ nữ vốn dĩ rất yếu đuối, nhưng khi làm mẹ họ lại trở nên rất kiên cường. Bách Hợp năm 19 tuổi chịu đựng đau đớn bế con đến phòng khám để rút từng chiếc gai đâm vào chân ra. Nhìn cảnh này thật sự quá đáng sợ, nhưng Bách Hợp vẫn mỉm cười vì mình đã bảo vệ được con. Cô thấy con có hơi sốt, liền bảo bác sĩ khám xem tình hình của con thế nào. Nhưng sau khi kiểm tra, cô biết được một tin động trời. Con cô mắc bệnh tim bẩm sinh, phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Khi Bách Hợp nghe đến phí phẫu thuật 8.280.000.000 VND, cô ngây ngốc người. Cô đeo máy nghe nhịp tim đập loạn của con, dường như đó là tiếng bước chân đi đến cái chết của con mình. Bách Hợp nghĩ mình cần phải nhanh chóng nghĩ cách cứu đứa con vừa mới sinh này. Sau đó, cô đi làm mấy công việc vặt, rồi lãm lễ tân. Nhưng tốc độ kiếm tiền của cô không thể vượt qua tình hình bệnh tình ngày một nghiêm trọng của con. Cuối cùng, cô định bán thân. Nhờ Hồ Kim Linh giới thiệu, cô quen được một ông giàu có. Có lẽ đối với Bách Hợp, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất để cứu con. Cô lựa chọn làm tình nhân cho bọn giàu có. Nhưng đến tối, khi nhận được bộ váy mỏng dính của tên nhà giàu, cô liền nói ra sự tình. Cô sở dĩ muốn được bao nuôi là để tích tiền chữa bệnh cho con. Tên đó vừa nghe thấy Bách Hợp bảo có con, liền mất luôn hứng thú. Nhưng ông ta cũng là người tốt, đưa cho cô 5.000 tệ 16 triệu VND. Bách Hợp là người thật, cô nghĩ bản thân còn chưa làm gì nên không thể nhận số tiền này. Hôm sau, cô liền đem tiền trả lại. Nhìn bệnh tình của con ngày càng nghiêm trọng, Bách Hợp hết cách. Cô nghĩ đến việc bán nội tạng của mình. Một tên môi giới bảo một quả thận có thể bán được 15.370.000.000. Bách Hợp nghĩ, bán một cái thận không chỉ có thể cứu được con, mà còn có thể một người đáng thương khác, như vậy sẽ đổi lấy được hai mạng người. Nên cô liền đồng ý tên môi giới đó. Ông ta dẫn cô đến một phòng khám đen, kim tiêm đâm vào người cô, từng giọt máu bị hút ra. Bách Hợp đau đến mức chảy nước mắt, nhưng trong lòng cô vẫn đang mặc niệm, tất cả là vì con, tất cả là vì con. Chính vào lúc này, Hồ Kim Linh phá cửa cứu lấy Bách Hợp. Trên đường về, Kim Linh liền tắt Bách Hợp. Cô bạn bảo Bách Hợp không biết trân trọng mạng sống của mình, nhưng vì Bách Hợp cũng hết cách rồi, nếu không làm như vậy thì lấy đâu ra 8 vạn, cậu thiếu tiền đúng không? Mình kiếm giúp cậu. Nói xong, Kim Linh liền bước về phía trước. Cô ta bị một chiếc xe va vào, chủ xe liền bồi thường cho mấy nghìn tệ. Nhưng kể cả như vậy, 8 vạn vẫn là con số trên trời. Bách Hợp dùng mọi cách nhưng vẫn không gom đủ tiền. Nếu mẹ đã không cứu được con, vậy mẹ sẽ gửi con cho một gia đình tốt hơn. Bách Hợp đặt con vào trong hộp giấy, sau đó đặt ở công viên. Rồi cô đi đến nhà hàng gần đó, nhìn những người đi qua đó, nhưng hầu như họ chỉ hiếu kỳ ngó vào một cái rồi rời đi. Bách Hợp rất lo lắng, mặt cô dính cả lên tấm kính. Cô thực sự rất hy vọng con mình được ai đó cứu giúp. Sau một thời gian chờ đợi, có một đôi vợ chồng đã bế đứa bé đi. Bách Hợp liền bám theo sau. Nhưng sau khi nhìn thấy nơi sống của hai vợ chồng đó, cô liền gõ cửa, xông vào hỏi họ có 8 vạn không. Khi họ nghe tin đứa trẻ này phải phẫu thuật mới sống được, mà đôi vợ chồng chỉ là giáo viên tiểu học nên hoàn toàn không có sức chi trả, 8 vạn tệ đối với họ là con số quá lớn. Bách Hợp đành bế con về. Có một nhà văn biết được hoàn cảnh của Bách Hợp, liền lấy cô làm nguyên mẫu để viết ra một cuốn tiểu thuyết.
Vốn dĩ ban đầu bà chỉ định làm vì tác phẩm của mình, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của Bách Hợp, rồi tính cách giản dị và cuộc đời bất hạnh của cô, bà quyết định giúp đỡ Bách Hợp. Bà đem câu chuyện của cô đăng lên mạng để tìm kiếm người hảo tâm có thể giúp đỡ hai mẹ con họ. 3 tháng sau, đã tích đủ 8 vạn, nhưng đạo diễn lại cho Bách Hợp 3 kết cục. Kết cục thứ nhất là trong 3 tháng này, Bách Hợp vì tích tiền mà tham gia nhầm tổ chức buôn bán ma túy. Mặc dù nhà văn đã nói cho Bách Hợp biết, người không biết sự tình sẽ được giảm nhẹ án, nhưng Bách Hợp lại không muốn lên tòa, vì lúc này cô đã bị cuộc sống làm cho gục ngã, thậm chí còn bảo nhà văn giúp cô xin lãnh án tử hình. Kết cục thứ hai là Bách Hợp sẽ hy sinh hạnh phúc của mình để gả cho một ông già giàu có. Con cô được cứu chữa, nhưng Bách Hợp cũng mang thai con ông ta. Còn về việc lần này Bách Hợp có bị lừa gạt tình cảm rồi bị vứt bỏ, đi vào vết xe đổ lúc trước nữa hay không thì chúng ta không biết được, mà chính Bách Hợp cũng không biết. Kết cục thứ ba là khi nhà văn đã tích đủ tiền, bà liên hệ với Bách Hợp thì cô nghẹn ngào nói với bà, đứa trẻ đã đi rồi, không còn con, Bách Hợp cũng không cần 8 vạn nữa. Điện thoại bị cúp, bộ phim cũng kết thúc. Không biết các bạn hy vọng Bách Hợp sẽ có kết cục như thế nào. Một người sống dưới đáy xã hội, mặc dù cô ấy đã nỗ lực phấn đấu, nhưng vẫn không thể thay đổi số mệnh của mình. Một bộ phim sẽ có kịch bản nên cũng sẽ quy định trước 3 kết cục, nhưng hiện thực không thể như phim có thể đề ra trước. Hy vọng thế giới mà chúng ta sống có thể trở nên ấm áp hơn chút, có thêm nhiều tia sáng hy vọng hơn chút. Review phim đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ ấn theo dõi nha. Nếu có cảm nghĩ gì thì nhớ bình luận ở dưới video nhé. Hẹn gặp lại mọi người.